Trong quý đầu năm 2015 thì tập đoàn dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVN đã lãi 9.400 tỷ đồng thưa quý vị theo báo cáo mà tập đoàn này vừa công bố hôm nay mùng 9 tháng 4. Theo PVN, trong quý đầu năm nay, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn này đạt 132.200 tỷ đồng, tổng doanh thu sau thuế đạt 64.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9.400 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch quý. Trong quý đầu năm, tổng sản lượng khai thác quý đầu năm 7,21 triệu tấn, vượt 7,6% kế hoạch. BVN cho biết giá dầu thô trung bình tháng 3 năm 2015 giảm 1 đô la mỗi thùng so với giá trung bình tháng 2. Kéo theo giá dầu trung bình của cả quý 1 chỉ khoảng 56 đô la một thùng. Mức giá này đã giảm hơn phân nửa so với giá đầu quý 1 năm ngoái. Cùng thời điểm năm 2014, giá dầu bình quân là 113 đô la Mỹ một thùng. Trong quý 1, BVN đã phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp khác trong năm 2015.